sang số 15 ngàn em cưới anh. Xạo chó, nói leo, cãi vợ, hù với nhà vợ để ăn hiếp em, làm cho người ta nghĩ là chồng em giống như là một con ác phụ trong gia đình vậy. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ. Lần đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến anh Quốc Thuận, chị Quỳnh Vân và quý vị khán giả. Em là Trí Thiện, năm nay 26 tuổi. Hiện em đang công tác tại trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Thế còn em? Dạ, em chào anh chị. Em là Hồng Thương, em 25 tuổi. Hiện em làm nhân viên kinh doanh của một công ty dịch vụ về golf. Về gì? Dạ, đánh golf á anh. À, golf đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi, hai em quen nhau trong trường hợp nào? Em với vợ em là quen nhau từ 4 năm trước. Lúc đó là em mới là sinh viên vừa... Hai vợ chồng là sinh viên ở trường đại học hết. Và em với vợ thì chung một đội văn nghệ, diễn chung một chương trình. Đến một cái ngày đẹp trời nọ, một cô bạn của cô này đăng hình ảnh lên Facebook. Và cô này vô comment, cô em biết là à, cái cô này là trong đội chung văn nghệ với mình nè. Thế là em bắt đầu vô xăm soi, thấy cũng đẹp, cũng dễ thương. Thế là mới bắt đầu nhắn tin là quen này nọ. Nhưng mà sau đó về mới biết bạn bè nói là nó có người yêu rồi, nên thôi, đừng quen nó, chỉ mất công lắm. Thế là rồi em cũng yeah luôn. Yeah luôn. Tắt hy vọng luôn. Dạ đúng rồi. Còn em thì lần đầu tiên em gặp anh này thì ấn tượng gì không? Dạ không. Lần đầu tiên mà em gặp mà chồng em á là thấy em casting trong đội văn nghệ thì em đậu mà ảnh rớt, cho nên là em không có ấn tượng gì hết. Ủa vậy thì sao mà đến được với nhau? Thì đến sinh nhật của bạn này thì bạn bè mới rủ nhau tổ chức sinh nhật cho bạn. Lúc đó thì em cũng mới biết được là người yêu bạn đó cũng mới chia tay rồi, nên là bắt đầu dụ dỗ nhau. Và vô tình cái đợt đó là cái đợt World Cup. Thế là em càng có lý do hơn để mà rủ nó đi nữa, cứ bắt kèo với anh nha. À nè, ok anh. Cái em bắt đầu suy nghĩ là thôi bắt kèo dưới, giả bộ chấp cao cao lên cho thua. Để cho ba ăn. Đúng rồi, đó. Xong rồi cứ mỗi lần thua cái dắt nó đi coi phim, đi ăn uống, rồi từ từ cái đầu quen nhau. Tức là có chiến lược hết trơn rồi. Trí Thiện kiểu gì thì cũng phải là đi ăn, đi coi phim đồ, gặp nhau đồ. À. Cứ đi ăn như vậy thì em thấy anh này cũng ok, tức là tính tình cũng được. Nhưng mà cái quan trọng mà để cho em quyết định là bật đèn xanh cho ảnh cua em là do hai anh em đi hẹn ở trong trường đi ăn trưa. Thì hẹn 11 giờ, thì tầm 10 giờ rưỡi em nhắn tin cho ảnh là WAU dấu chấm hỏi. Wow. Xong rồi anh này trả lời lại là anh đang ở căng tin. Đó là em thấy là thông minh. Tức là em hỏi là where are you, mà em viết tắt. Xong rồi anh này anh cũng hiểu được và anh trả lời cái tin nhắn đó được. Em kêu thằng này có đầu óc chứ không phải là dễ thương. Đến lúc nào thì mới bị coi như là hấp dẫn, cả hai bị hấp dẫn nhau? Không biết là bạn này thì sao, nhưng em thì bị hớt hồn bởi một cái lần là trong rạp chiếu phim. Thì đang chuẩn bị đi vô coi phim cũng trễ rồi nên là cũng vội lắm. Thì bạn đó mặc đồ mà lại quên cài cái nút áo phía sau này. Cái mới nhờ em là anh ơi, anh gài giúp em cái nút áo. Mà tính em đó giờ thì nhát gái, chưa có đụng tới lần nào hết. Nhưng cái mặt biết. Nên khi mà cái yêu cầu đó cũng thấy là hoảng hồn rồi. Nhưng mà cũng ok, cố gắng làm chứ không lẽ để mất mặt như vậy. Thì bắt đầu mới gài nút áo lên và thấy chết rồi. Kiểu này không ổn rồi, chắc là phải hút nhau rồi. Giống như dính là rồi đó. Giống như em bị dính bùa luôn. Đúng rồi, bỏ bùa yêu. Trời, lãng mạn lắm nha. Ê, mày đừng cái áo này không có nút. Vậy đi, tao giả bộ mà. Bạn này thì bao lâu mới ngã gục bởi anh này? Chắc cũng là từ lúc đó luôn đúng không? Dạ không, chắc phải nửa năm. Rồi trong nửa năm đó là chắc tấn công ào ạt lắm đúng không, Trí Điện? Dạ, nói chung là em lúc mà em cua bạn này thì nhà em ở dưới Bình Chánh. Còn bạn này ở quận 2. Cứ tối là em chạy từ Bình Chánh chạy lên quận 2. Từ quận 2 chạy về Bình Chánh. Mà lúc đó thì xăng nó cũng giá cũng không có cao lắm. Nó khoảng chừng 26, 27 ngàn lít thôi. Không, 28 ngàn mấy trăm lận, 29 ngàn. Nhưng mà bà nó có nói đùa với một câu. Đó là lúc đó xăng đang là 28 ngàn rồi. Bà nó mới nói em là chừng nào xăng xuống 15 ngàn em cưới anh. À. Cái cha vô vọng quá. Dạ, nhưng mà xăng nó lên thôi chứ đâu có xuống đâu. Lúc đó thì em cũng không có nghĩ tới việc là kiểu này chắc là chờ tới không biết khi nào luôn. Nhưng mà vô tình năm sau xuống 15 ngàn. Có xuống thiệt, đúng 15 ngàn luôn chị. Ủa vậy đó hả? Thiệt dạ, hả? Dạ đúng. Vậy là em phải cảm ơn Bộ Công Thương. Rồi lúc đó làm sao? Từ lúc xăng xuống 15 ngàn là một năm sau thì tụi em cưới. Anh ấy có phải là mẫu người lãng mạn không? Dạ em nghĩ là có. Ngày nào anh cũng lên gặp em, chở em đi chơi. Rồi mỗi tuần thì anh sẽ mua cho em hoa hồng để em cắm ở nhà em. Mà tuần nào cũng vậy hết, trong một năm rưỡi. Xí cho hỏi cái này nha. Tặng quà gì nhiều khi có đòi hỏi không? Là năm trời quen nhau không có đòi dạ, hỏi đúng luôn rồi. Là có, gọi là chỉ có đi ra rồi mà không có cái chở vô dạ, đúng không? Anh tặng hoa đến nỗi mà nhà em kêu trời ơi cái thằng này nó không phải nó thương mày đâu, mà là nó cua cái con nhỏ của cái bà bán hoa. Trời ơi. Ngày tuần nào nó cũng phải tới để nó gặp cái con nhỏ đó, mà không có chuyện gì làm cho nên nó mua hoa về, xong rồi không biết làm gì thì nó tặng em. Cưới nhau về bây giờ là được bao nhiêu lâu rồi em? Dạ một năm 8 tháng. Sau khi cưới nhau về rồi, bữa giờ ở với nhau có thấy tật xấu gì lòi ra không? Phải vô thay đổi luôn, đổi ngồi liền. Đó. Cho em kể trước đó. Em kể trước. Đó. Đây gọi là không phải là tật xấu, là một tật xấu mà là chùm tật xấu đi chung với nhau. Đó là xạo chó, nói leo, cãi vợ, hù với nhà vợ để ăn hiếp em. Bà này giống như bà chất chứa trong lòng của vợ hay sao?
Một lần đó thì đi vô thang máy, thì ảnh mới hỏi em là: em ơi, nếu như mà thang máy đi từ tầng 1 lên tầng 25 nhà mình thì động năng với thế năng thay đổi như thế nào? Thì em cũng lục hết câu trả lời của em, tại vì em cũng nghĩ là ảnh nói chuyện với mình rất là khoa học. Thì em cũng kêu là động năng dần chuyển thành thế năng, rồi dần cho đến khi động năng bằng không thì mình sẽ đứng lại ở tầng 25. Xong rồi ảnh mới hỏi em một câu rất là trí tuệ nữa: vậy thì trong lúc mà động năng với thế năng thay đổi như vậy thì cái độ mà hít thở không khí với phổi của mình nó chịu đựng nín thở được trong bao lâu? Em mới trả lời là em không biết thay đổi như thế nào, nhưng mà chắc cái trong tình thế này em sẽ nín thở được 45 giây. Xong rồi anh sẽ nói là: thôi em thử đi, trong lúc thang đi lên thì em thử đi có 45 giây không, để cho anh đánh rắm. Nghĩa là nó duyên dáng màu là... trước đón sau đó, để mà gọi là cái tâm sinh lý dạ đơn rồi đó, có xả chó nó như vậy chị nhớ xả một cái dạ đúng rồi không? Dạ có xả thiệt, trong lúc em đang nín thở thì anh nói câu đó là em đang nín rồi. Xong kem kêu: ủa vậy là anh đánh thiệt á hả? Ừ thì em nín tiếp đi 45 giây thì cỡ nó mở rồi là hết rồi. Còn gì nữa à? Còn chuyên môn làm hồ với nhà em để ăn hiếp em, ảnh hay bị thích uống nước ngọt thì em kêu là không có tốt cho sức khỏe, nhưng mà chuyên môn bắt đầu: mẹ uống Coca không mẹ? Cái xong cái mẹ em cũng thương ảnh, mẹ em kêu: ồ thôi mẹ uống đi. Xong cái ảnh mới là đá mặt lên với em: anh lấy cho mẹ chứ anh uống nha, chứ không phải một mình anh uống đâu. Xong rồi cái em nói với mẹ không uống nữa, mẹ để im, mẹ không có uống thì sẽ không uống. Cái xong rồi mẹ em chửi em: cái con này nó đi làm mệt mỏi vậy cả ngày, có một lon Coca cũng không cho nó uống, ác độc. Suốt ngày bị mang tiếng ác ồn. Dạ đúng rồi, ảnh cứ lúc nào cũng làm cho người ta nghĩ là chồng em giống như là một con ác phụ trong gia đình vậy. Rồi bây giờ tới em đó Trí Thiệt. Tại vì vợ em cũng là hoàn hảo lắm rồi, chắc cũng không có tật xấu gì nhiều. Chỉ có cái là hơi tiếc tiền. Mấy dịp lễ này nọ thì em cũng hay, cũng là chồng mẫu mực cũng hay ga lăng là mua hoa mua quà cho vợ. Mà mỗi lần mua về mình hí hửng hửng cầm hoa về đó, vợ anh có hoa cho em nè. Trời ơi mua chi vậy? Mua điều hoa mắc gần chết rồi, mua chi bất công không? Cái lần này đi mua hoa về cũng bị chửi, em chém em không. Nhưng mua hoa. Nhưng mà không mua là không được đó. Dạ đúng rồi. Kiểu như người cũng có đầu óc á anh, bị em chửi hoài cũng thông minh, tức là ví dụ như là chuẩn bị tới 20 tháng 10 thì trước một tuần đó anh sẽ mua một 50 hoa hồng về cho em cắm, cắm cho tới qua ngày 20 tháng 10 là đủ có hoa. Đó, thông minh. Tại vì mua trước là rẻ tiền. Dạ đúng rồi. Đúng không? Rồi còn gì nữa? Chuyện thứ hai là em không có ánh sáng nhiều lắm. Còn vợ em thì rất là thích màu mè. Có một lần vợ em bệnh chắc cũng nặng, cái hơi nằm trên giường bệnh, xong rồi cái khều khều em lại nói, em tưởng là chị quan trọng lắm, chắc là cũng kêu lấy nước hay gì đó để mà chăm cho vợ mình đó. Anh ơi, cái gì em? Anh xuống dưới kia lấy cho em cái đèn 7 màu đi. Dễ thương quá vậy. Nằm bệnh thì em cứ tưởng coi đèn 7 màu. Cái đèn 7 màu mà tới giờ vẫn còn thích không? Dạ giờ vẫn còn thích. Cái đó phải tật xấu giống đâu. Như cái quán karaoke. Dạ đúng rồi, quán karaoke, quán karaoke luôn. Màu sắc luôn. Rồi mong muốn vợ thay đổi điều gì? Những cái mong muốn của em nhất là vợ em bớt nóng tính lại. Cái thứ hai là bớt hạ tiện, bớt tiết kiệm lại một tí. Nói còn em? Dạ em mong muốn là chồng em bớt chủ quan, tại vì anh nghĩ là anh thông minh và thật sự là anh thông minh thiệt. Anh nghĩ rất là nhiều, anh hay chủ quan như cái tính đó của anh, cho nên là có nhiều chuyện nó sẽ bị hư. Em nhưng mà cái sao mà hà tiện là sao chị? Chứ cái mà nãy em kể cái vụ hoa đó là chị thấy đâu phải hà tiện đâu. Chuyện em thì thường hay đi ra ngoài nữa, em sẽ dùng cái dầu đầu riêng của em của Nam. Vậy em nói sao dùng cái dầu của Nam chim không vậy, mắc tiền nữa, xài lại bôi đi. Đó, tiếc tiền đó. Vậy không em xài dầu đầu kia. À ừ, cái đó thì đó thì đúng rồi. Cái đó mới là cái mà cần phải nói. Còn cái vụ mà mua những ngày lễ á, có thể từ bông mầm chuyển ra những cái gì vật dụng để mà mình xài cũng được, chứ không nhất thiết là phải tặng bông, đúng không? Cái việc mà chồng yêu cầu á là hà tiện đó thì là nên thay đổi chút xíu. Thì cặp vợ chồng này quá son, quá trẻ, quá dễ thương, quá đáng yêu. Thôi xin chúc hai em luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc mãi như thế này. Rồi xin chào em. Cảm ơn chị. Cảm ơn tụi em. Tên là Nguyễn Thành Luân và em 31 tuổi. Em hiện là giảng viên của trường đại học. Rồi còn cô giáo. Dạ em tên là Đinh Thị My, em là sinh viên vừa mới tốt nghiệp. Sinh viên vừa tốt nghiệp là bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay 23 tuổi. Trời ơi 23 bên này 31. Ôi thế thì cái chuyện tiền chú cháu như thế nào? Dạ em là sinh viên của trường, thì ảnh là giảng viên cũng của trường đó mà cùng khoa với em. Hồi năm 2 thì ảnh ấy dạy em, nhưng mà hồi lúc đó em nhìn ảnh vừa già mà vừa xấu còn vừa đen nữa. Ôi. Lúc đó là râu mọc dài đó nữa, nhìn nói chung là không có cảm tình gì hết á. Bởi vì của nào trời trao của đó. Nhưng mà anh suy nghĩ hoài, trong một cái giảng đường thì nó rất là nhiều sinh viên, tại sao không chọn những sinh viên khác để theo đuổi mà lại chọn cô sinh viên này? Lúc mới đầu thì em gặp bạn này ở trong lớp thì bạn hơi nhiều chuyện một chút. Ủa mặt này mà mặc nhiều chuyện hết trời. Trời ơi trong lớp thì hơi nói nhiều nên em cũng chú ý, em nhắc nhở nên cũng có một chút ấn tượng. Nhưng mà lúc đó vẫn chưa quen, tại vì tư cách là thầy trò thôi nên học xong thì thôi.
lúc sau này mới gặp lại. Trong hoàn cảnh nào? Dạ, khoảng 1 năm rưỡi sau, mà hôm đó lại trời mưa nữa, xong ảnh đi trễ giờ dậy, em thì ngồi nói chuyện với nguyên một đám bạn, tự nhiên ai không bắt em ra là cầm áo mưa đội ra để dẫn ảnh qua bên dẫn đường như vậy. Mà xui cái là 3 ngày liên tục của cái tuần đó đều trời mưa, mà toàn là bắt em dẫn đi mà, xong rồi ảnh đi đòi trả nợ. Ảnh ấy nói là mai mốt tôi trả cô trà sữa, thì ảnh chỉ mời lơi em thôi, nhưng mà em đòi thiệt, ngày nào cũng đi đòi. Như vậy là phải cảm ơn ông trời. Được nha. Thầy chỉ định hay sao, là thầy đang ngầm là ngầm theo đuổi, ngầm để ý cô này rồi? Đúng không? Dạ không phải, tại vì lúc mà kêu làm tiểu luận hay làm bài á thì em cũng hay nói chuyện với bà này, thì lúc đó thân hơn. thân hơn thì em nhờ bạn là thôi em mang cái áo mưa em dẫn tôi qua bên chỗ lớp để dạy, rồi em mang áo mưa về trả lại cho người ta. Bao lâu thì mới bắt đầu uống được thay đổi lần, uống được bao nhiêu lần, che được bao nhiêu cái áo mưa, thì cái cách thay đổi xưng hô chuyển từ thầy sang anh. Sau cái buổi trà sữa đó về thì hai người nhắn tin qua lại cũng được 2 tuần, thì anh đi từ thiện mới nhắn tin lời cái là bộ thầy quên em rồi sao, cái ảnh mới điện cho em liền, anh kêu là tại điện thoại tôi lên nó không có sóng này nọ, tôi có mua quà về, mà anh mua 2 món quà anh thử em, một cái là một cái móc treo xe bình thường thôi, còn một cái là có hình con trâu thì tên của ảnh, cái ảnh mới đưa cho em nè chọn đi. Cái đầu tiên là em chọn cái móc bình thường thôi, cái thấy mặt ảnh buồn buồn ấy, xong cái giả bộ suy nghĩ lấy lại, em lấy cái móc có tên của ảnh, anh mừng quá về tới nhắn tin tỏ tình với em. Tối đó là bạn nhắn tỏ tình sao? Không, em cũng hẹn đi chơi rồi. À, hai đứa ngồi cho công viên rồi kêu là thôi giờ tôi cũng lớn rồi, thôi nếu mà có tình cảm thì làm bạn gái tôi nha. Trời ơi, ghét không? Để hỏi thầy cái nè, rồi lúc đó có phải giấu tất cả mọi người không? Dạ có, tại vì thường là nếu mà học trò mấy thầy giáo là hay bị thị phi lắm. Nếu mà tới nghiêm túc thì không sao, nhưng mà tới kia đó là thị phi. Nên em cũng nói rõ với bạn là thôi quen nhau thì anh đi ăn uống hay gì đó thì đi xa xa một chút, chứ tới trường rồi mất công mấy bạn sinh viên với thầy cô khác đồn lên rồi bạn học hành của bạn lại bị ảnh hưởng. Ảnh chở em đi học mà bịt kín mít luôn, xong rồi cái dục em ngoài trường cách 200 mét, trời nắng chang chang, mấy em đi bộ vô mồ hôi một kê đổ ra. Giả bộ chị xe đi đổ. Dạ giấu tới khi cưới luôn chị. Cái cưới luôn. Dạ. Cưới bao lâu rồi? Dạ cưới được 6 tháng. Tôi là tức là mới xì ra đây. Chưa được nửa năm luôn. Tới lúc mà em phát hiện thì các thầy cô mới báo quả biết. Dạ. Nhưng mà như vậy là thời gian là bao lâu? 1 năm, 2 năm hay là bà mến? Dạ quen có 5 tháng. Cũng đâu có gì giống ghê đâu. Giấu có 5 tháng trời. Đúng không? Ta giỏi ta giấu mấy năm trời luôn. Nhưng mà thôi rồi. Không sao. Mà cái tình yêu của em với cô này á thì nó có ảnh hưởng tới cái trạng thái của em khi mà dạy học không? Nhiều khi cũng có chị. Thí dụ mà lâu lâu hai đứa vui vẻ với nhau á thì lên trên lớp vui lắm, không muốn về nữa mà hết giờ vẫn dạy tiếp. Nhưng mà bữa nào cãi lộn hay gì á, người khó chịu lắm. Rồi, lúc em đám cưới là em ra trường chưa hay là vẫn còn sinh viên năm 3? Dạ chưa, em lúc chưa, mà em cưới là em vẫn là sinh viên năm 4, đang làm bảo vệ công văn. À. Sao không chờ luôn mà? Mà tại sao không chờ cho tốt nghiệp xong rồi cưới? Tại vì thứ nhất là anh cũng lớn tuổi, anh xuống xin ba mẹ em. Thứ hai nữa là nhà coi á thì cái ngày tháng đó thì được, cho nên là mới cưới luôn. Nói chung anh cũng nghiêm túc lắm, tại vì lúc mà anh mới tỏ tình với em á là em chưa kịp trả lời là 2 giây sau là cầu hôn em luôn. Em ở chung với lại bên vợ hay là vợ ở chung với bên chồng? Dạ vợ ở chung với bên em. Rồi mẹ của em là chắc là còn trẻ, còn trẻ lắm phải không? Dạ mẹ em hơn ảnh có 9 tuổi. Cái hôm bữa lần đầu tiên anh về nhà em chơi, cái em mới gạt ảnh kêu chị em á trên Sài Gòn mới xuống, vô anh chào đi. Cái ảnh vô anh thao thao bất tuyệt xin mừng chị với em, xong rồi tới lúc về em kêu là mẹ em á vô chào lại đi, cái bắt đầu quê quá vô chào lủi xe đi về luôn. Vừa về cái mẹ em kêu ê sao nó còn già hơn tao đó vậy mày. Ủa gì cha em có phải bằng tuổi với mẹ em không hay là? Dạ không, cha em hơn mẹ em 9 tuổi. Cái này là hơn mẹ 9 tuổi. 8 tuổi. À nó cũng xê xích 89 đó chị. Dạ, có nghĩa là con rể với lại là bố vợ á. Dạ. Là một hệ đó. Dạ. Em với mẹ, tức là cái hoàn cảnh nó giống nhau á. Giống nhau số phận giống nhau. Cũng là 89 đó. Tại vì ba của em á là một người đàn ông của gia đình á, nên là em lấy ba em làm mẫu mực để mà em chọn chồng của em. Thì thứ nhất là về ngoại hình thì ảnh ấy giống ba em, tính tình á thì khác trời vượt, ba em thì chịu khó làm việc nhà, còn ảnh ấy lười lắm. À bây giờ là đến cái chi tiết kể sau rồi đó. Thôi kể luôn đi. Sẵn cái đà rồi. Hồi lúc yêu em
em á thì hay xuống nấu spaghetti cho em ăn, hay là chở em đi xem phim, hay là đi chơi, nói chung em thích đi đâu là đi hết á. Còn thôi bây giờ á, lấy nhau về á, là kêu anh ơi dọn giùm em cái chén ăn cơm đi, là không có thấy mặt mũi đâu hết á, đóng cửa. Nhiều khi mà thấy em nấu ăn ở dưới á, ở trên đọc truyện, nhưng mà thấy em mà đi lên một cái là tắt màn hình điện thoại, nhắm mắt ngủ. À, giả ngủ. Xong rồi nhờ vợ nhờ là anh ơi lấy cái đồ hay là phơi cái đồ, cái là em lấy từ sáng tới chiều là còn yên nguyên luôn. Nó còn gì nữa không? Thì tối ảnh ngủ thì ảnh hay ngáy nữa, mà em ngủ mình quen rồi, mà ảnh ngáy to quá em ngủ không được. Cái em quay ngược cái đầu lại là chân của em là ở phần trên á, cái nhiều khi anh ôm qua anh ôm ngay chân của em, anh bật ngược lại. Để tật xấu của chồng mà đôi mắt rất là lúng liếng sung sướng vậy đó. Ôi tôi rất là hạnh phúc với những cái điều xấu của chị vợ. Thì chồng em là ngoài là dạ có, tại vì em là học dốt lắm, học dốt tiếng Anh với lại tin học dốt vô cùng luôn, mà ảnh thì ảnh dạy tin với lại dạy tiếng Anh, là suốt ngày bắt em học, là em thì em trốn rồi, cái xong mét mẹ em với mẹ em chửi em. Nói chung mỗi lần như vậy là em giả bộ em bệnh hay là em đau hay là em mệt hay gì đó em trốn hết. Làm lá yêu quá nghe, làm lá yêu. Cắt tiền tiêu vặt của em, có nghĩa là em mà không đi học là cắt cái khoản đó cho nhịn luôn. Không có tài khoản. Dạ đúng rồi. Rồi giờ tao kể tội của vợ. Bạn này bạn nói nhiều lắm anh. Sao? Nói nhiều lắm, em nghe em nhức đầu lắm. À. Dạ. Nhiều khi bạn có một vấn đề mà cứ léo nhéo liên tục. À, tới khi nào là mình làm mới thôi. Ừ. Anh nhiều khi em la cho. Ừ. Dạ. Còn cũng chẳng, bạn này khá là nhanh nhẹn với lại dễ thương, chỉ có tật là hơi nói nhiều thôi. À, chỉ có nói nhiều rồi đúng không? Dạ. Hồi xưa quen nhau đó là ảnh hay rủ em đi Sài Gòn chung với ảnh đi dạy, rồi ngồi đó đợi ảnh. Sau này em mới biết là ảnh rủ em đi Sài Gòn là để cho em nói cho ảnh đừng có buồn ngủ. Tại nhiều khi em đi trên đường nhiều á, em hay mệt á, hay ngủ gục trên xe á, cái đó khá là nguy hiểm. Nên có bạn này đi và anh cứ nói chuyện như vậy, nhiều khi em không có ngủ được. Rồi, em mong muốn anh xã này của em là thay đổi gì? Em chỉ mong ảnh là hay phụ em việc nhà thôi. Tại vì nhiều khi mà em sống ở nhà em á, là ba mẹ em cùng làm, xong rồi cùng nghỉ rồi cùng chơi. Em thấy quen rồi, lên trên đây á, chồng em cứ nằm gác trên đọc truyện thôi mà. Còn em mong muốn vợ em thay đổi gì? Em chỉ muốn vợ em là siêng học hơn chút. Bạn lười lắm. Nhiều lúc là em bắt học để nâng cao kiến thức rồi phục vụ công việc của mình thôi. Nhưng bạn tìm đủ mọi cách trốn không à. Bạn thầy có nghĩ rằng là do bạn này phải làm việc nhà nhiều quá cho nên bạn ấy bị mệt, bạn ấy học không vô không? Đúng là một vài lần thì đúng là như vậy. Thì em không nói gì cả. Nhưng vài lần là bạn ấy cũng nằm chơi thôi. Em bắt học thì bạn ấy giả bộ là hồi nhức đầu quá thôi. Nhưng mà bạn này là đã tốt nghiệp rồi đúng không? Dạ em vừa tốt nghiệp xong. Mà bây giờ chồng vẫn bắt học hả? Dạ, tại vì cái chuyên ngành của em cần tiếng Anh. Học tiếng Anh thôi, chứ còn mấy cái kia thì không cần học nữa. Ngộ lắm em, có những người có năng khiếu học mà có những người không có năng khiếu học. Dạ. Giống như về sinh ngữ, có người có năng khiếu sinh ngữ mà có người học hoài học cũng không có được nữa. Dạ. Cho nên rằng là em lựa đi, lựa cái đường để mà tìm một cái hướng phát triển tốt nhất cho cái người vợ của em để mà đạt cái hiệu quả cao nhất. Chứ nhiều khi những cái người ta không thích rồi mình ép cũng vậy. Rồi đâm khi nhiều khi ép nhiều quá sinh ra xung đột đó, vậy thôi. Còn chị cứ biết thay mặt chương trình là chúc tụi em có một gia đình thiệt là hạnh phúc, sau này nếu mà có thành viên mới thì sẽ là một khối gắn kết. Dạ em tiết lộ một cái điều bí mật là ngày hôm nay thì sáng nay em vừa mới phát hiện là mình có một cái thành viên mới. Ba mẹ là mong cháu lắm luôn. Đúng mới rồi. Hối cưới dữ vậy đó. Bạn này mới phải vượt rào mà cưới sớm vậy đó chứ. Anh vừa định chúc hai em thì em lại bật mí một cái tin vui đến vậy. Thôi thì chúc thêm lần nữa, chúc cho em bé khỏe mạnh và phép hai bạn lúc nào cũng vui tươi và viên mãn và hạnh phúc này. Dạ. Xin cảm ơn anh. Người quen. Trời ơi, nam thần của màn ảnh Việt. Nam thần. Em công tâm là nó đẹp thiệt luôn á. Nam thần của màn ảnh Việt. Trời ơi. Lâu lắm rồi mới gặp lại em luôn á. Dạ, chào anh, chào cô. Trời ơi, có thời gian diễn ở sân khấu chị luôn đúng không? Trời, lúc mà Ngọc Thuận về diễn ở sân khấu của chị là thời điểm Ngọc Thuận đẹp nhất. Dạ. Thanh xuân nhất. Em nhớ diễn cái tuần gì mà đi thi liên hoan sân khấu. Nỏ thần. Nỏ thần, chính xác. Trời ơi. Nhiều nữa chứ con ha, mà dạ. Tại vì nổi bật lên là cái nỏ thần á. Dạ, có một tuần là khoan để cho con chào quý vị khán giả. Dạ, vợ chồng em xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên gì? Em giới thiệu Thôi bây giờ sẵn nghe con giới thiệu luôn đi. Đúng con rồi. Giới thiệu xong rồi để vợ con sẽ tự giới thiệu về bản thân. Dạ, đúng xin tự giới thiệu, mình là Ngọc Thuận, là diễn viên, bây giờ cũng là đầu bếp. Còn đây là vợ của Thuận. Con tên là Bích Ngọc. Con hiện bây giờ con đang phụ gia đình con, có một công việc riêng, với lại con có giới thiệu tên tuổi thôi em. Khoan, nghề nghiệp từ từ.
Nói luôn đó con, nói luôn đó. Ừ. Với lại con đang có kinh doanh trên một cái mạng gọi là TikTok ạ. Con tự giới thiệu đi về cái mảng kinh doanh của con á. Trên mảng đó thì con kinh doanh về những cái thương hiệu gì? Con có những cái sản phẩm dành cho kiểu như là làm đẹp cho phụ nữ nè. Tất cả các mặt hàng như là một cái tạp hóa vậy á. Là bạn bán hàng trên TikTok của cái trang của em luôn. Tên là gì? Trang TikTok của em là gì? Tên là tên con luôn á. Con nói đi để cho Ngọc. Cái gì Ngọc mới được? Em quên rồi. Ủa con nhớ không Thuận? Con nhớ rồi con nói đi. Cái gì T B Ngọc. TB Ngọc. Rồi. TB Ngọc là có bán sản phẩm trên đó. Mọi người có nhu cầu về những sản phẩm làm đẹp thì cứ lên trang TikTok của TB Ngọc. Phụ nữ làm đẹp, chăm sóc da rồi chăm sóc sức khỏe này kia hết. Vợ con bán nhưng mà con biết hết tại vì con hay ngồi xem. Đúng rồi, con phải hỗ trợ chứ. Ngọc năm nay được bao nhiêu tuổi rồi cưng? Em năm nay 20 tuổi rồi. 19 tuổi. Em lớn ghê luôn ha. Sắp 20 rồi, 19. Sắp 20 rồi. 19 hả? Dạ. Vậy là sanh 2003. 2003. Ui nhỏ xíu luôn trời. Tại giờ vợ của em á là thích mình lớn chút xíu luôn, đâu là 20 đó. Nhưng mà chính xác là 19. Thường năm nay là bao nhiêu ta? Em 38. 38. Trời. Cũng hơn nhau ít ỏi lắm. Đâu có nhiều. Gần 2 thập kỷ. Ừ đó. Nhưng mà sao thấy cũng không có chênh lệch nhiều. Thực ra là như vậy, bởi cho nên là Thuận nó giữ nhan sắc của nó quá hay luôn. Ủa, em tưởng đâu em là vợ em là chênh lệch nhau lắm luôn rồi đó. Anh ở đây còn ghê hơn nữa. Em là ngưỡng mộ cặp vợ chồng của anh lắm luôn á. Nhưng mà cái không phải là vì ngưỡng mộ vậy mà em cố tìm một người vợ trẻ đâu nha. Duyên rồi em. Duyên số, cái này gọi là duyên số. Đúng là duyên số, với lại là thực ra là nhìn bé Ngọc á thì cho dù là cái người mà gọi là cho dù có một cái lời thề là sẽ không lấy vợ thì cũng sẽ phải bỏ ngay cái lời thề đó. Xinh đúng quá. Không? Vì bé Ngọc nhìn như một cô công chúa vậy đó. Như búp bê á. Thiệt, nói chung là nhìn bé Ngọc là coi như là không ai có thể kềm được cái trái tim của mình thổn thức đúng không? Dạ. Bây giờ cô biết tại sao mà con có thể lấy vợ mà thần tốc như vậy luôn. Con nói thiệt với cô luôn nha, con vừa gặp vợ con thôi. Con vừa gặp vợ con là lúc đó con cũng chưa có xác định là con cũng quen mà con không có xác định là rõ ràng với ai hết trơn á. Với con cũng nghĩ là chắc con không lấy vợ đâu, con chỉ là quen rồi giống như cuộc sống mình cái thời gian đó mình gặp ai thì mình giống như mình cứ đi vậy thôi, mình cứ tập trung làm việc lo cho cuộc sống, lo cho gia đình rồi giống như nó là vậy thôi. Nhưng khi con gặp vợ con thôi, con đứng từ xa con khoanh tay nè. Giờ con đứng đằng kia, giờ con vừa bước vô cửa con đang đứng quay lại thấy vợ con khoanh tay nè. Có nào là vợ mình không ta? Mà mới gặp vậy thôi, con chưa có nói chuyện chưa gì hết. Cái đó là cơ duyên đầu tiên mà con gặp vợ con đúng không? Là ở đâu? Sẵn là con nói luôn đó, cái lần đó là ở đâu? Ở đám cưới của một gọi là partner làm ăn chung với lại con. Dạ. Một người bạn của con là đám cưới của người đó. Xong rồi gặp vậy thôi. Rồi đáng lý ra là con ngồi bên một bàn khác. Nhưng mà con thấy vợ con như vậy con không thể ngồi bàn khác được. Con mới kiếm cớ, tại vì trong đó bạn con không à. Con mới kiếm cớ, ê, làm một người bạn trong cái bàn của vợ con. Con để được ngồi chung bàn đó hả? Ngồi đó thôi, chứ con không có làm gì hết. Con mong men là con lại ngồi gần. Con có ngồi được gần Ngọc không? Con không có nhìn vợ con. Nhưng mà con có ngồi gần Ngọc không? Hay là con ngồi đối diện? Hay là con ngồi xéo xéo? Con ngồi đối diện xéo xéo. Đối diện để dễ nhìn hơn. Nhưng mà con không nhìn vợ con luôn. Con không nhìn vợ con. Lâu lâu có nhìn chậm không? Con canh vợ con không nhìn, con mới nhìn. Tức là con không có cho vợ con biết là con nhìn vợ con. Đó. Con chỉ giống như là không ai biết là con đang nhìn vợ con hết. Chỉ là con nhìn rất là gọi là kính cái phần đó. Sau chuyện này anh Tiên mới tin hơn là đúng là phải đến một cái thời điểm nào đó cái cảm giác như là ông trời sanh ra phải là của nhau vậy đó. Đúng rồi. Có thể là 5 năm, 7 năm, 10 năm, 20 năm sau mới tìm được cái người. Nhưng mà cái khúc, cái khoảng thời gian đó là con chưa có rõ ràng về cái những cái mối quan hệ. Cô nhớ mà tại vì là cái thời điểm mà đi quay Gạo Nếp Gạo Tẻ với Thuận á là Thuận vẫn còn nói là trời, tại vì cứ hỏi ủa Thuận sao tụi nó có vợ trơn mà sao con cứ phòng không hoài vậy Thuận. Nó chắc con lấy vợ quá cô. Thực sự chưa bao giờ mà Thuận nói là Thuận sẽ phải năm này sẽ phải lấy vợ rồi năm tới sẽ phải có con hay gì, chưa bao giờ có đúng chuyện rồi. Đó chưa là... có một cái kế hoạch đó đúng em rồi, không, không em không hề có kế hoạch luôn. Và lúc gặp vợ con á là con cũng chưa có xác định gì hết trơn, chưa xác định với ai, mặc dù con cũng có bạn rồi này kia.
Nhưng mà khi gặp vợ con đó thì con có cảm giác đầu tiên là cái tiếng nói dội lên trong đầu, có khi nào đây là vợ mình không ta? Đó. Thiệt luôn, thật sự là vậy á, mới cảm thấy như vậy á. Rồi cái sau này cũng hỏi vợ con á, là lúc em mới gặp anh á, em có đâu bây giờ để cô hỏi nè. Ngọc, con nói cho anh Tuyên là cô nè với mọi người biết đi. Cái hôm đó khi mà Ngọc Thuận xuất hiện ở bàn của con á, thì con đã biết anh Thuận là anh Thuận chưa? Là diễn viên chưa? Hay là con đừng có nói với cô là con không coi phim Việt Nam nha. Dạ, lúc mà mới bước vô cái sảnh đó thì tự nhiên con thấy cái anh nào đang đứng ở chụp với cô dâu chú rể á, xong mà nhìn sáng đẹp dữ, quen, xong rồi con hỏi bạn con à, hình như cái này anh này diễn viên hay gì á, xong rồi con lên mạng sợt, đúng rồi, anh này hay coi Gạo Nếp Gạo Tẻ. Là cũng đi tìm ngay lúc đó luôn. Đúng rồi, em đi tìm trên mạng nên là em thấy ở ngoài sao trẻ hơn ở trong hình. Là con cũng có ấn tượng đẹp liền đúng luôn đúng không? Tại tự nhiên cái chỗ bắt sáng giống vậy. Ờ rồi bắt sáng chung cái chỗ đó lên. Rồi xong lúc mà ảnh đến bàn con ảnh ngồi á, thì lúc đó con sao, cảm giác con sao? Không, là con ngồi bàn đó rồi xong con ra con chụp hình. Tự nhiên thấy anh này đang ngồi trước mặt mình đâu ra, tự nhiên qua cái bàn của con ngồi á. Ừ thì đó. Thì lúc đó cái trái tim con nó có đập không? Nó có đập mạnh hơn không? Lúc đó vợ con tưởng con bị đê, tại con nhìn mấy con trai không à. Đúng rồi. Tại vì bàn đó con trai nhiều, con nhìn mấy người bạn con trai con không à. Con nhìn, nhưng mà con ngồi con nhìn như là con uống, nhưng mà nhìn con canh hết, canh cái bàn tĩnh lặng, con mới liếc qua một cái xong quay lại. Thì bạn con mới tưởng con là bị đê, bạn con hỏi mà. Khoảng thời gian đó lâu chưa em? Cái năm đó năm nào ta? Năm trong năm nay nè. Ê không, nhầm. Năm vừa rồi á. Năm rồi, năm mới thức thì đây luôn á hả? Vâng, tụi em quen nhau và cưới nhau chứ trong vòng không quá 1 năm. Quyết định trong vòng có một vài tháng là quyết định đám cưới. Hàng và chưa đến bây giờ anh Tuyên mới biết luôn á. Rất là, nói chung là nó là như vậy, hai tụi con quen nhau hai tụi con là sau cái bữa đám cưới đi, bắt đầu con kể từ cái mốc mà cái bữa đám cưới. Đúng thì rồi. Là cái tối hôm đó thì con có về, tại vì con nghe loáng thoáng vợ con tên như vậy đó, loáng thoáng một cái tên thôi. Con không hỏi bất cứ ai hết. Ở trong bàn tiệc nó không nói chuyện luôn hả? Nói chuyện gì đó nhưng mà nghe loáng thoáng một cái tên là Ngọc. Thì con mới về. Bây giờ cái manh mối đầu tiên là như vậy, nhưng mà nếu mình đi hỏi á, thì nó quá là dở, là coi như là mình ấy, là cái này mình dựa vào duyên số. Nếu thật sự là vợ của mình á, mình cứ dựa vào duyên số. Thì tự nhiên vậy đó, con tìm được luôn mà. Lên Facebook là tìm được luôn đó. Con tìm được đúng vợ con luôn mà. Hình avatar của vợ con đó là che cái mặt. Che nửa mặt. Che hết cái mặt, chừa cái điện thoại nè mà con tìm ra được đó. Sao kỳ là vậy? Cứ lên đi vô tìm kiếm là gõ tên Ngọc rồi lướt gõ tên Ngọc mà dứt một phát ngay đúng luôn. Xong rồi cái nhắn cho vợ con, có nhắn cho vợ con như nè, không nhớ chính xác lắm nhưng mà nhắn vợ con là khen vợ con dễ thương. Nhưng mà con nói là chắc là mình không có cái gì đó đại khái rồi. Chỉ nhắn vậy thôi, tụi mình cũng không làm bạn. Vợ con nhắn lại là mình làm bạn gì đúng không? Tôi nói không, thôi tụi mình không có làm bạn gì đó, không có làm bạn gì với em hết á. Xong cái tự nhiên vợ con lóc con luôn. Con thấy là tự nhiên vô duyên quá. Vô duyên sao? Tức là mình làm quen người ta mà mình không có làm bạn. Con cũng nói thôi, chỉ nhắn vậy thôi là kết thúc, không như là kết thúc ở đây. Không có lý do tại sao làm vậy, trong khi em thích, em đã xác định. Tức là hiện cái thiện trạng lúc đó của em á, là em chưa có xác định gì hết, mà em chưa biết là em thật sự hay là em chỉ bị choáng chút xíu là em gặp vợ em vậy thôi. Con gặp vợ con vậy thôi, rồi nhiều khi giống như là như bao lần mà con bị nhìn hớp hồn chút xíu vậy thôi, thì con mới bình tĩnh lại, con mới nói vậy đó, không có làm bạn gì hết, chỉ nhắn vậy thôi, chỉ nói cho em biết là anh thấy em dễ thương vậy đó, là anh biết em vậy thôi, rồi xong cái giờ con lóc con luôn, là hai đứa không liên lạc nữa. Vậy á, đâu để Ngọc nói coi lúc đó cảm giác con thấy đúng là xàm xí đúng không? Dạ đúng rồi, thấy xàm xàm sao, tự nhiên cái vô nhắn tin cho con xong rồi gỡ, xong con hỏi gì thì nói nguyên đống vậy á, xong con chặn luôn. Rồi sao nữa? Rồi sau đó là cái cảm giác của con là nó có quên liền không, hay là vẫn cứ khó chịu trong lòng, cứ hình ảnh nó cứ lởn quởn rồi để tạo cái sự tức cho con? Không có quên. Ngày nào con nói thiệt con nha, là con có một cái nick để dùng đi theo dõi những cái người con chặn á. Ý là có anh Thuận trong đó. Ngày nào con vô con muốn xem như thế nào. Chặn bằng nick kia mà thật ra cái nick này là theo dõi mà. Nhưng mà cái thời điểm đó cô, là con đang ở Đà Nẵng, có công việc ở Đà Nẵng, con ở Đà Nẵng suốt rồi, ít ở Sài Gòn lắm. Ở một khoảng thời gian dài ngoài Đà Nẵng luôn, con chả nghĩ tới. Nói chung lâu lâu lúc có đi trên máy bay á, di chuyển bằng máy bay qua lại, con có lâu lâu nhớ tới vợ con nè. Con nói nếu mà thật sự cái người đó mà là vợ của con á,
Con nhìn thì chắc chắn vợ con còn nhỏ, nhìn cũng biết. Nếu mà thật sự là vợ của con á, thì hãy cho tụi con tiến tới luôn. Và hãy mở cho con một cái con đường sáng nhất, mà coi như là tiến thẳng tới là cưới vợ con luôn. Chứ đừng có cho con yêu đương rồi giận hờn vu vơ gì hết. Hãy cho con làm một phát một luôn. Vẫn có một con đường ở trên, ngồi trên máy bay á, con có thì thầm như vậy đó, vài lần như vậy, hiệu nghiệm luôn. Vài lần như vậy xong rồi tự nhiên cái một bữa nọ là con về con quay phim, có lịch phim mới, con về lại Sài Gòn thì vừa mới xuống sân bay rồi cô, thấy đây ẹp Facebook rồi. Vậy hả? Ẹp Facebook nó, ủa hôm bữa là lóc rồi mà giống như kiểu mà con cũng không có tìm gì hết á, xong mới ẹp cái nó, con mới ủa kỳ ta, sao tự nhiên ẹp Facebook mình. Con nghĩ một đầu rồi đó, nguyên buổi con về làm buổi trưa, tới buổi tối á con mới nhắn lại cho vợ con. Nhắn như là chấm hỏi hay là gì đó. Con hỏi vợ con gì đó không thấy trả lời, gọi luôn. Em sao? Cũng kỳ thiệt ha. Dạ. Nhưng mà để hỏi Ngọc coi sao lúc đó con lại ạch Facebook ảnh lại vậy? Tự dưng con vô cái danh sách chặn của con á, tự dưng mắc gì phải chặn anh này, cái em con mở ra luôn. Không. Cái con kết bạn xong con lại hủy thì anh này thấy ấn thuận. Nhưng thấy. Mà con tới cái tin nhắn nó kết bạn vô là con đã chị thấy anh rồi. Hiểu không? Tín hiệu của vũ trụ đưa xuống á, sau khi những cái chuyến mà anh ngồi trên máy bay anh xin là cho con đến hẳn luôn đi đó. Là đưa không? Xuống cái bụp. Cô biết không là con vừa tin nhắn đó thôi nha, con nói với vợ con nha. Con nói với vợ con luôn á là con nghĩ trong đầu á là mình có 24 tiếng để giải quyết râu ria rễ má của mình. Tức là những cái mối quan hệ mà nó không có rõ ràng á là con hỏi hết. Tức những bạn mà con cảm thấy là những người bạn đó xứng đáng được hỏi, những người bạn đó mình nên nói chuyện, thì những người bạn đó là cũng chỉ là quen với cho vui thôi này kia, không có một cái gì hết, thì nói rồi thôi vậy thôi anh sẽ thôi mình, thôi cái mối quan hệ đó trong vòng 24 tiếng là con nói là con sẽ giải quyết hết thì con mới gặp vợ con. Thì trong vòng 24 tiếng sau là con tìm cách gặp vợ con để nói chuyện với vợ con. Lúc đó vợ con là ra con nói chuyện với vợ con luôn, mới ngày đầu tiên thôi. Là con nói trong vòng 6 tháng anh cưới em. Là chưa biết gì nhau luôn. Chưa biết về nhau hết. Là vừa mới xuống máy bay. Đó. Xong rồi đêm đó con nói chuyện với vợ. Ngày hôm sau là xóa hết những cái mối quan hệ râu ria. Giải quyết chứ không phải là giải quyết. Tức là mình giải quyết hết, nó không còn gì vướng bận gì hết của mình hết. Tức là sau đó là qua sáng hôm sau đó là gặp qua tối hôm sau nữa. Tức là qua tối hôm sau đi làm về là con hẹn vợ con hay vợ con hẹn nhau. Hẹn vợ con chỉ đường đi lạc một tiếng đồng hồ. Tức là hẹn tại vì về khúc đó là gặp nhau rồi nhưng mà con đi lạc một tiếng đồng hồ mới gặp vợ. Và vợ con vẫn chờ. Tức là hai đứa là hẹn ngoài đường. Hẹn ở một cái chỗ nào đó, không phải là nhà đúng ở không? Ở hẻm, đầu hẻm nhà vợ con nhưng mà mà không biết chỉ sao con đi làm một tiếng. Mà con vẫn em chờ. Em là người Sài Gòn, sống với ba mẹ ở đây. Nhưng mà nhà vợ con là ngay cái trục đường về nhà của con luôn mà con đi làm một tiếng đồng hồ, không hiểu sao. Trời ơi, thử lòng đó giống con. Giống như là kiểu giống mình như... con bị lúc đó cái trong người con nó có cái gì đó thúc đẩy nôn nóng mà nó hồi hộp, nó rất là ấy mà tay chân con giống như nó không có còn được tự chủ được đó tự chủ được. Mà con chạy xe con ráng cố gắng là phải cẩn thận, phải tới và phải làm sao mà nhanh nhất để chờ mà không biết chờ mà thì tới xong rồi ra ngồi quán nước hai người ngồi nói chuyện xong tự nhiên con vô thẳng vấn đề luôn, nói chứ anh không có quen chơi anh biết em còn nhỏ, bây giờ nếu em quen với anh á thì được á thì tụi mình tiến tới luôn. Chứ bây giờ quen xong lỡ đâu 5 tháng, nửa tháng hay là năm gì đó tự nhiên có chuyện gì đó giận hờn chia tay là em là người mệt, em là người buồn chứ anh đâu buồn, anh bị quá nhiều, anh nó bị quen quá rồi. Cái vợ con cũng nữa, sau này con hỏi vợ con thì ông vợ con lúc đó vợ con nó nói là có nói là nãy khùng dữ. Đâu Ngọc kể coi, Ngọc kể coi lúc đó là sao mà em có thấy Thuận có bị sổ sàng quá không, trong khi đó chưa biết gì hết. Đúng rồi, Ngọc kể cái cảm giác của con đi. Sao? Đúng rồi, lúc đó con thấy là sao má ơi, mới nói chuyện được có một xíu mà kêu cưới trong vòng 6 tháng. Xong rồi con hết hồn, lúc đó con không hiểu sao mà con nữa. Con nhưng mà con vẫn đang khùng. Con không hiểu sao lúc đó con luôn. Mà lúc đó em còn đi học không? Lúc đó em dạ không ạ, lúc đó là em gia đình em định là sẽ cho em sang nước ngoài á, nhưng mà không hiểu sao gặp anh Thuận cái không. Vợ con với con gặp nhau trong cái quán ăn đó, xong rồi cái hai đứa nói chuyện với nhau,
xong rồi con hỏi vợ con là có người yêu có gì không, vợ con không, vợ con không có người yêu không có gì hết. Thì em mới lớn mà, em nhỏ xíu cái vợ mà. Con nhưng vợ con là cũng có bạn thời đi học này kia cũng có, nhưng mà thì mình phải hỏi đàng hoàng. Xong rồi vợ con hỏi lại, con nói luôn là anh đứng đây là anh hoàn toàn sạch rồi đó, không có ai hết đó. Xong bắt đầu hai đứa mới vô mới nói chuyện. Nói là từ bữa đó tới ngày hôm nay là hầu như ngày nào tụi con cũng gặp nhau. Chị Vân thấy có nhiều cái khoảnh khắc không, vừa trên máy bay xuống tự nhiên vô tình bạn này bật lại kết bạn ngược lại, thì đâu vô tình mà Hận lại cầm điện thoại lại lướt lại thấy cái đó liền. Rồi bạn này bật xong rồi lại cái hủy tiếp chứ bộ. Mà nói như vậy nè anh Tiên, là đó, vợ con trong cái vừa mới ẹt con á là vợ con gỡ ra liền. Đúng rồi. Chứ không phải là ẹt để chờ con ẹt. Ẹt xong có đâu có mấy phút sau à là gỡ ra, là con thấy rồi, con đã thấy rồi. Đúng rồi đó. Không có nói để con coi tới tối thì sao. Con thấy xong đến tối con mới gọi luôn đúng không? Đúng, thấy con thấy không ổn rồi con gọi luôn. Bây giờ cô muốn hỏi Ngọc là cái ngày đầu tiên mà con về con nói chuyện với ba mẹ con á, là đó giờ con có bạn trai vậy á. Rồi con có nói lúc đó là ba mẹ con phản ứng như sao? Lúc đó kiểu là trước giờ con không bao giờ, cho dù con có bạn trai hồi đi học đi, con không bao giờ nói cho ba mẹ con biết là con có bạn trai gì á. Tại nhà con không có cho con quen sớm. Thì lúc mà nghe con dẫn bạn trai về á thì ba mẹ con hết hồn. Xong ba mẹ con kêu là trời đất ơi, mày có đi đâu chơi đâu mà sao quen được bạn trai. Xong rồi con mới kêu là tại hồi bữa con đi đám cưới nên con gặp anh đó. Không, con chưa có nói là anh Thuận. Xong rồi khi ba mẹ kêu á thích lộn quen ai thì dẫn về đây. Tại vì ba mẹ con trách con á, quen ai không bao giờ dẫn về. Chỉ có nói cho anh chị con biết thôi mà không, ba mẹ không được biết. Xong rồi con dẫn anh Thuận về luôn. Rồi trước khi đó con có nhớ hàng là anh Thuận quay một cái TV show ở trên truyền hình á, thì con nấu ăn đúng rồi nấu ăn á con. Xong rồi con chỉ anh này đẹp trai ghê luôn á, này mà con rể của ba thì sao. Chỉ là giao đại thôi đúng không? Xong rồi ba con kêu mẹ ơi mặt nó già như vậy mà nó chưa có vợ tao chết liền. Chưa có vợ tao chết liền. Đúng rồi, kêu là chắc có vợ đó. Xong con kêu chưa đâu, hồi bữa con có lên mạng tìm hiểu rồi chứ có vợ đâu. Xong con nhắc anh Thuận về nhà. Rồi gặp Thuận phản ứng của cô chú làm sao? Ba mẹ con kêu má ơi sao nhìn ở ngoài trẻ dữ luôn. Với lại nhìn thật thà, nói chung là hiền lành, ba mẹ con kêu vậy. Nên là có tin liền không? Ngay hôm đầu tiên gặp được ba mẹ vợ con bây giờ là con xin phép luôn. Nhưng mà xin cưới luôn hả? Lúc đầu ba mẹ có nói là có nghi là bị BD không mà giờ này chưa không, có vợ không? Là không thắc mắc là tại sao giờ này mà con chưa có vợ. Đúng rồi. Có hỏi không? Ba mẹ có hỏi được không? Không hỏi luôn. Chỉ có điều con hơi liều cái là vừa gặp ba mẹ vợ con lần đầu là con xin phép cho mẹ con lên nói chuyện cưới luôn. Chứ con không có chờ là gì hết á. Tại con đã nói trong lòng con rồi, con gặp đúng người là phải cưới liền đó. Là con đi thẳng luôn. Chứ lúc đó là do gì hai đứa em có khoảng thời gian để tìm hiểu không? Hay là bập liên tục như luôn? Cái khoảng thời gian tìm hiểu á, tức là khoảng vài tháng tìm hiểu để quyết định đám cưới á. Nhưng mà lúc mà hai đứa mà nói vợ em đồng ý rồi đó, em mới gọi điện về cho mẹ, nhắn cho mẹ. Mẹ nói thiệt mày, chắc mẹ cũng hết hồn. Nhỏ có bầu hả? Mẹ hỏi liền nhỏ có bầu hả? Nhỏ có bầu hả? Mấy tháng rồi. Nói không có, tụi con chưa làm gì luôn. Thật sự luôn nha. Con với vợ con là tới gần ngày cưới luôn á. Tức là cho hai bên gia đình cho phép đám cưới, tụi con vẫn không dám đụng tới vợ con. Tại vì con sợ là nếu mà con đụng vợ con á, mà lỡ mà nó có vấn đề gì xảy ra á, là tự nhiên là con làm cho vợ con buồn. Tại vì cái chuyện đó, đối với con nó quá bình thường rồi. Nó không có phải là một cái cuộc gì đó mà con phải cần có cái chuyện đó cả. Cho nên là con vợ của mình mà giữ mình, không có nghĩ là giữ, mà là vợ của mình mà không có gì mình phải nghĩ tới cái vấn đề gì hết á. Mình cứ làm xong hết mọi chuyện, lo liệu hết xong xuôi mọi chuyện hết đi, vợ mình rồi lúc đó rồi mình gần nhau cũng được. Đó cho nên là con nói với mẹ con chắc chắn là có bầu. Bạn bè con mời ăn nó gì lẹ vậy, có bầu vậy? Tại vì bạn bè con biết coi con mà có bầu hay sao vậy. Nó không đi đám cưới thì chưa có bầu bây giờ nữa. Bằng chứng là bây giờ chưa có bầu. Cái khúc quen nhau mọi người còn không biết mà thì đùng cái đi đám cưới. Nhưng mà Thuận sinh là cưới con mà lúc con còn nhỏ xíu vậy mà ba 18. Mẹ con ba mẹ con cho con lấy chồng sớm vậy luôn á. Ba mẹ con kiểu là cứ kêu con là suy nghĩ kỹ chưa, tùy con quyết định thôi à. Chứ thấy anh Thuận cũng được rồi. Nhưng mà ba mẹ con có thích anh Thuận không? Có thích anh Thuận đóng phim không? Cái chàng rể này ok quá. Ba mẹ con không phải là thích người đóng phim mà là thật sự là tới bây giờ con, tại vì hai đứa con là ở gần nhà ba mẹ con luôn, là
ba mẹ con thấy con giống như là một đứa con của ba mẹ vợ con gì đó, chứ không phải là con rể nữa, mà nó gần giống như là con dâu mà là con ruột luôn á. Ý kiểu nó là nó rất là không có một cái khoảng cách gì hết. Anh phải công nhận là nhìn Thuận á, là ập vô đầu tiên là thấy cái độ chân thành, không có cái độ có cái gian xảo á, từ không có cái nét điệu á. Dạ, đúng rồi, từ cái ánh mắt, cái cử chỉ, cái những cái thái độ của mình, cái hành vi của mình, không có gì gọi là để cho bất an cho ba mẹ. Có thể là nhờ cái đó thì cô chú mới tin. Không phải đâu, với lại thực ra mà nói á, là nếu như ba mẹ mà có coi những cái phim mà Thuận đóng á, thì là chắc cũng đã có cảm tình với cái người diễn viên này rồi. Bởi vì thường những cái vai Thuận đóng á, toàn là những cái vai mà kiểu chính diện á, rồi những vai hiền lành, gào nếp gào tẻ, ba mẹ coi đúng gào nếp gào tẻ. Thì đó, thì cái vai, thì đó, cái vai đó nó quá dễ thương đi. Rồi thành ra là đó là ba mẹ cứ kiểu như là những người khán giả đó, ở như là các phụ huynh á, là thường cứ mặc định luôn là với cái người đó, mà đóng cái vai đó mà thành công á, mà tạo cái dấu ấn tốt đẹp á, là cái người diễn viên đó là cũng sẽ giống như là cái nhân vật đó đó. Thường là hay bị ngộ nhận cái đó lắm. Đấy, nhưng mà ăn thua là sau này khi mà bắt đầu tiếp xúc trực diện rồi thì là còn giữ được cái cảm tình đó hoặc giữ cảm xúc đó hay không, là lúc đó mới là Ngọc Thuận đó. Dạ.